quả xấu của tư duy tiêu cực này đó mang lại những hậu quả về giảm tuổi thọ và sự chết yểu ở chúng ta. Đó là chưa nói đến những cái tác động tiêu cực khác có thể làm cho người đó bị bệnh liệt giường hay là những cái chứng bệnh nan y, bởi vì tâm lúc nào cũng căng thẳng, con dao của sự sát hại lúc nào cũng chìm ở trong tâm của mình. Đối tượng mình ghét đó chưa chết, nhưng người giữ con dao của sự giết hại trong tâm đang chết lần chết vọt qua năm tháng. Vì đó tà tư duy về sự sát hại chính là kẻ thù hạnh phúc của sự sống cho mình và cho người. Một số binh sĩ khi làm công tác bảo vệ bờ cõi như là một nghĩa cử cao thượng, giúp cho người khác được an thân, an tâm, an cư lạc nghiệp và sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình. Nhưng nếu không được huấn luyện đó thì tà tư duy xuất hiện hầu như là hàng ngày hàng giờ. Và tà tư duy của sự sát hại nó có thể trở thành là nguồn động lực làm cho người ta không còn sợ hãi. Tiếng súng đối với người bình thường là một nỗi sợ, thì đối với tà tư duy sát hại của các binh sĩ đó, nó trở thành là một cái động lực nó làm cho người ta hăng máu hơn. Mùi khói súng, rồi mùi máu, mùi của sự chết tạo thành cái nguồn động lực sân hận rất là mạnh và giúp cho những người này xung sáo lên phía trước để trả thù. Rồi tà tư duy đó sẽ làm cho người ta sống thất đi bắt đảo. Trong khi đó nếu người nghĩa sĩ làm công việc bảo vệ biên cương bờ cõi thông qua các chiến tranh vệ quốc, khởi phát từ lòng từ bi, không muốn để kẻ thù gieo nghiệp sát trên quê hương của ta, không muốn những người hiền lương phải chết một cách vô tội, không muốn cho cái nghiệp bất công đó nó có mặt, cho nên đành lòng phải bóp cò để cho lính xâm lăng đó ngưng các hoạt động bắt chánh đó, thì hạt giống từ bi này đó nó sẽ trổ quả công đức. Còn hành động đốt cò giết đó là một nghiệp sát, và hai cái này nó bù trừ lẫn nhau, cho nên quả phúc của người nghĩa sĩ phát xuất từ lòng từ bi lúc nào cũng cao hơn là các chiến sĩ phát xuất từ lòng sân hận muốn giết. Do đó ta thấy tại sao trên cuộc đời nhiều vị tướng tài đó ra lệnh phát thảo kế hoạch cho những cái vụ đụng độ chết đôi lúc có vài chục ngàn người, vài ngàn người mà vẫn sống tuổi thọ, bởi vì tâm trạng của họ trong suốt thời gian làm nó không phát xuất từ sự sát hại mà phát xuất từ lòng tự bi. Gia đình nghiệp sát vẫn có nhưng cái phước báo vẫn lớn hơn. Sau đó có rất nhiều người sống rất là yếu, có tài đóng góp nhưng mà không vượt qua được cái chết chắc. Sự khác nhau là nằm ở động cơ của sự sát hay là phát xuất từ động thái tự bi. Khi một kẻ thù bị bắn ngã xuống, một số binh sĩ còn có thói quen á nã đạn có thể là vài chục phát tiếp nếu đang cầm AK. Thì đối với sự sát chỉ là một người thôi, nhưng mà cái tâm sát hại ở đây nó có thể là 20 lần nếu bắn 20 phát. Và nếu bắn 40 phát đó, thì người đó được xem như là chết 40 lần. Và cái sức nặng của cái nghiệp sát này nó mạnh hơn là những cái giết bình thường. Cho nên quả trổ xấu của nó cũng hết sức là nghiêm trọng. Do đó tà tư về vấn đề sát hại mang lại rất nhiều hậu quả. Cho nên trong các chiến tranh vệ quốc, mà đặc biệt là người Việt Nam đã trải qua trên 1.300 năm như vậy, nếu không tự huấn luyện đạo lý từ bi mà Đức Phật đã dạy đó, thì cái ăn quán ở trong chiến trường nó sẽ làm cho tái sanh trở lại rất nhiều lần, rồi cuối thù trở thành là nội thù của nhau, và hằn thù đó khó thể được tháo mở ở một mức độ nghiêm túc nhất, có hiệu quả nhất, là bởi vì ta không chuyển hóa được cái hạt giống sát sanh ở trong tâm thức. Nội dung thứ hai của tà tư duy là tư duy sân hận rộng nhất, bao gồm là sự hạt nhổ, nước mắt, trừng mi,
quát tháo, đập bàn, xô ghế, dẫm chân, la hét, quát tháo, chửi bới, ra lệnh đánh đập, hoặc là tự mình sử dụng các phương tiện vũ khí khác nhau để tạo ra sự thương tích ở đối tượng. Và cái tà tư duy trên nền tảng của lòng sân là một trong những mối đe dọa, nhất là sử dụng bằng ngôn ngữ đó. Rất nhiều cặp vợ chồng sống ly thân dẫn đến ly dị là vì vợ và chồng có tính cách như là nước và lửa, cho nên một bên nói một câu bên kia hướng lại 5-7 câu. Dần trí thức chừng nào đó, thì sự phản ứng chê chữ đó càng tinh vi chừng đó, tức là làm cho người kia nghe mà đau nhói. Còn kẻ ít học hay là ruột để ngoài da đó, thì thể hiện nó một cách bộc trực hơn. Và dĩ nhiên dù là bộc trực hay là biếm nhẽ, cay cú một cách sâu sắc đó, thì đều để lại những nỗi đau ở người nghe và nỗi đau trong tâm của mình. Do đó cái phần tư duy sân hận được xem là rất nguy hiểm. Rất nhiều người chết do tai biến mạch máu não, bởi vì cái ức chế của nỗi đau không giải phóng được, cứ ôm nó như là một mối hận thù hay là sự hiềm khích. Mà các biểu hiện bên ngoài đó, thông qua hai khổ trong tám khổ Đức Phật nó nêu, đó là quán tán hội và ái biệt ly. Cái nỗi đau của quán tán hội được thể hiện ở chỗ đó là những người mình không thích, ác cảm, mặc cảm, thành kiến có nè, nhưng mà phải tiếp xúc, sống chung, giao lưu, rồi cùng sinh hoạt, giải quyết những vấn đề cùng quan tâm. Và nỗi đau đó ngày càng được tăng trưởng, không tháo mở được. Do đó nó có thể dẫn đến những ức chế, chỉ cần một xúc tác nhỏ thôi, từ cái hành động sân bình thường có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Cho nên tốt nhất là ta xử lý nó bằng cách là nhường nó, trên nguyên tắc là thương lượng hoặc là tư nhượng. Về cái quyền lợi đó thì ta thương lượng hòa đàm, còn về cái ranh giới đó thì ta tương nhượng để mỗi bên cùng tôn trọng ở một phạm vi nhất định, mà không nên vượt qua sự cho phép để làm người khác có cảm giác rằng là mình bị khinh thường, rồi mình bị thiệt thòi nhiều quá. Cho nên áp dụng nguyên tắc thương lượng và tương nhượng đó, sẽ có thể làm giảm đi những cái mức độ căng thẳng giữa hai bên, mà trục xoay của nó là tư duy của lòng sân. Mỗi một cái thái độ sân hận trỗi dậy trong tâm con người đó, thì làm cho con người có thể bất mãn. Bất mãn là có hai hướng. Hướng một đó, là nêu ra một quyết tâm lớn với chí nguyện hùng, để trong tương lai nó ta không rơi vào trong cái vết xe hay là cái thất bại của những người đi trước, hoặc là đối tượng mà chúng ta không có cảm giác hoan hỷ. Đây là một loại bất mãn tích cực. Loại bất mãn thứ hai là rất nguy hiểm, tức là sống trên nền tảng của lý tưởng quá, thần tượng quá, hay là cứ khuôn phép ngang ngay sổ thẳng, mà trên thực tế trong mối tương quan những người ta có dịp tiếp xúc đã không đạt được những chuẩn mực như ta đã đặt ra. Sự bực tức, khó chịu, cay cú lúc nào nó cũng làm cho mình mệt mỏi lắm. Và nếu không chịu quá cảm xúc tà tư duy này đó, thì chúng ta là nạn nhân của những tư duy tiêu cực, và kết quả là ta có thể tự vẫn hoặc là điên loạn, hay là trở thành là cái người cốc cằn, dẫn đến cái tình trạng là phá, rồi khủng hoảng chính mình và khủng hoảng cho người khác. Câu chuyện của quan Thúc Nguyên đó là một bài học lịch sử điển hình. Sống trong một cái bối cảnh mà vua chỉ thích nghe những lời sàm